Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa thứ năm ngày mùng 10 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông chủ trì họp đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Sông Mã về tình hình sản xuất chế biến và tiêu thụ xuất khẩu các sản phẩm nông sản trên địa bàn. bảo vệ rừng đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. Trung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì họp Thường trực tỉnh ủy đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19. Dự họp có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, những kinh nghiệm của các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các địa phương cần tận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong phòng chống dịch, siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với khuyến khích đổi mới sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm theo phương châm cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát và dễ đánh giá, chủ động sáng tạo triển khai các giải pháp để ổn định tình hình kinh tế xã hội không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất kinh doanh nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở dịch vụ và các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng đã báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ban chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch gắn với xây dựng phương án thúc đẩy tiêu thụ nông sản của tỉnh hợp lý hiệu quả và tổ chức triển khai test nhanh kháng nguyên cho các trường hợp lái xe vận chuyển nông sản của tỉnh đảm bảo phòng chống dịch chỉ đạo đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tăng cường tuyên truyền và tiếp tục tổ chức tiêm vaccine đảm bảo tiến độ an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chiều qua, Ủy ban Bầu cử huyện Thuận Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát số 6 Ban thường vụ tỉnh ủy, về giám sát lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã dự hội nghị. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Thuận Châu được thực hiện đúng quy trình, tiến độ và luật định, đảm bảo công khai, dân chủ với tổng số cử tri đi bầu là 113.295 cử tri, đạt 99,86%. Bầu được 3 đại biểu quốc hội 4 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 658 trên 663 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác bầu cử tại huyện Thuận Châu, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả của cuộc bầu cử, triển khai các bước liên quan đến quy trình xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chuẩn bị tốt công tác nhân sự có liên quan, tiếp tục hoàn tất các thủ tục sau bầu cử, kiện toàn nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, quy định, lựa chọn được người phù hợp, đáp ứng yêu cầu năng lực, vị trí cụ thể trong đề án cơ cấu đã đề ra. Chiều qua, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với huyện Sông Mã, đánh giá về tình hình sản xuất chế biến và tiêu thụ xuất khẩu các sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện Sông Mã hiện có hơn 10.000 ha cây ăn quả, chủ yếu là nhãn 7.300 ha, xoài 1.500 ha năm 2021, sản lượng xoài ước đạt 1.230 tấn, sản lượng nhãn dự kiến khoảng trên 70.000 tấn. Đến nay, sản lượng tiêu thụ xoài đã đạt khoảng 5.600 tấn, trong đó xuất khẩu được trên 620 tấn, bằng 47% tổng sản lượng. Đối với nhãn, tại một số nhà vườn và hợp tác xã đã xuất bán được 20 tấn nhãn chín sớm với giá bình quân 40.000 đồng 1 kg. Số còn lại đang trong thời kỳ chăm sóc, dự kiến chính vụ thu hoạch sẽ vào trung tuần tháng 7 năm 2021 để chủ động tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc biệt là nhãn huyện sông mã đã tổ chức đàm phán với các doanh nghiệp để tìm các giải pháp về tiêu thụ đóng gói cho các sản phẩm phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh để mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm tiếp tục chỉ đạo các hợp tác xã nghiêm túc thực hiện các quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng phục vụ cho việc tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở tiêu thụ nông sản, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị huyện Sông Mã cần chủ động hơn các giải pháp trong việc kết nối, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản. Trong đó, tập trung việc tìm kiếm các đối tác, mở rộng thị trường, từ đó tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đối với sản phẩm nhãn, dự kiến năm nay sẽ có sản lượng lớn nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với huyện hỗ trợ các giải pháp về giải vụ, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng kho lạnh lò sơ chế để tiêu thụ sản phẩm nhãn. Đồng chí Nguyễn Thành Công cũng đề nghị huyện Sông Mã nhanh chóng triển khai các bước thành lập làng nghề chế biến long nhãn trên địa bàn xã Trình Khong theo đúng quy trình để từ đó quảng bá thương hiệu sản phẩm ra thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân, đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Qua phong trào huy động tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực hiệu quả. Phần đầu đến năm 2025, chỉ số Pay Index trong nhóm khá của cả nước trong top 20 tỉnh thành phố. Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước CPAT đạt từ 90% trở lên. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI đạt điểm trung bình cao của cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong nhóm trung bình của cả nước theo mục tiêu nghị quyết số 03 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã đề ra. Nội dung thi đua gồm thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện đột phá 6 nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính với trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đề nghị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính làm thước đo, đặc biệt là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng và sử dụng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế việc tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn, việc nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan đơn vị. Huyện ủy Bắc Yên vừa phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai vào dự thảo lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên giai đoạn 1945-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn quá trình triển khai nghiên cứu biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên giai đoạn 1945-2020. Ban biên soạn đã tổ chức sưu tầm, xác minh tư liệu, viết bổ sung, hoàn thành bản thảo lần 2, bổ sung chỉnh sửa, nâng cao chất lượng, gồm 5 chương, 297 trang với nội dung trình bày phương pháp ngắn gọn, logic, một cách trung thực, có hệ thống những chặng đường chiến đấu, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Bắc Yên qua các thời kỳ. Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên giai đoạn 1945-2020 là một tài liệu quý giúp cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn và tự hào về truyền thống quê hương đất nước, tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng trong chiến đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên trong những năm qua. Sau cuộc hội thảo này, thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo ban biên soạn, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cuốn lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1945-2020 để in ấn phát hành vào tháng 9 năm 2021. Ngày 9 tháng 6, huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị giới thiệu lấy ý kiến nhân dân của 13 tiểu khu trên địa bàn thị trấn nông trường Mộc Châu về phương án quy hoạch phân khu, khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng của huyện Mộc Châu. Dự kiến phân khu khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc Trưng huyện Mộc Châu có diện tích khoảng trên 1.500 hecta thuộc thị trấn nông trường Mộc Châu. Đây là vùng đệm sinh thái nông nghiệp giữa khu vực phát triển đô thị và phát triển du lịch. Quy hoạch phân khu nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, phát huy các giá trị sinh thái đặc trưng của Mộc Châu gắn với phát triển bền vững về du lịch và các mô hình kinh doanh sản xuất tiên tiến khác và thúc đẩy thu hút đầu tư. Quy hoạch phân khu đã bám sát quyết định số 128 ngày 25 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030, định hướng phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã thuyết minh chi tiết về hiện trạng và phương án quy hoạch phân khu, khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng của huyện Mộc Châu và đại biểu dự hội nghị cũng đã góp ý kiến vào phiếu điều tra thông tin quy hoạch để đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thành đồ án quy hoạch và tiếp tục lấy ý kiến người dân trong thời gian tới. Thưa quý vị, với tổng diện tích hơn 15.800 ha nằm trên địa phận ba xã Huôi Chai, Ngọc Chiến, Nậm Păm, khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đang nắm giữ một hệ sinh thái hết sức đa dạng và quan trọng. Do đó, việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được Ban Quản lý Khu Bảo Tồn đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Bản ít, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La được giao quản lý hơn 834 hecta rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Mường La. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ rừng của người dân trong bản đã được nâng lên rất nhiều. Hàng chục năm trở lại đây, bản ít không xảy ra cháy rừng, xâm hại rừng, đa dạng sinh học được bảo vệ, duy trì nên vẫn còn nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm. Tổng số hồ ở trong công bản nữa có mi, hoài, hồ. Ban quản lý bản chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến bà con trong bản về công tác bảo vệ rừng và mùa hanh khô thì chủ động phòng cháy chữa cháy. Tuyên truyền bà con không săn bắn những con thú quý hiếm trong rừng cùng nhau bảo vệ cánh rừng của bản, của xã. Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Mường La hiện có 20 cán bộ viên chức chia thành 3 tổ bảo vệ rừng đóng trên địa bàn 3 xã Tổng diện tích khu bảo tồn là hơn 15.800 ha, gồm hơn 8.000 ha thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 7.728 ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái và 31 ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính. Tại đây, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại khai thác đâm sản và săn bắn động vật hoang dã. Trong khu bảo tồn hiện có một số thực vật quý hiếm như các loài gù hương, rổi, bơ mu, thông đỏ, bách xanh, sâm, rào cổ lam, và một số động vật nằm trong sách đỏ đang có nguy cơ tuyệt chủng. Triển khai nhiệm vụ tới thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với chính quyền và các cộng đồng bản tổ chức triển khai tuyên truyền các quy định về pháp luật để bảo vệ các khu rừng đặc dụng tốt hơn để bảo vệ những khu cái mức độ đa dạng sinh học thì chúng tôi thực hiện đầy đủ các chính sách như chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng và hỗ trợ các bản vùng đệm để tăng thu nhập và tăng sinh kế cho người dân để không tác động vào khu bảo tồn. Song song với công tác tuần tra giám sát đa dạng sinh học, công tác bảo vệ phát triển rừng cũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Mường La sẽ tập trung thu hút chương trình dự án đầu tư để xây dựng một số mô hình nâng cao sinh kế cho người dân đồng thời sử dụng hiệu quả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm giúp người dân có cuộc sống ổn định, từ đó góp phần bảo vệ và phát triển rừng đa dạng sinh học một cách bền vững. Chiều ngày 9 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên đã họp chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn huyện Bắc Yên có một điểm thi với 19 phòng thi và 430 thí sinh dự thi. Trong đó trường cho phổ thông Bắc Yên có 306 thí sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở cho phổ thông huyện có 32 thí sinh, trung tâm giáo dục thường xuyên có 75 thí sinh và 17 thí sinh tự do. Để kỳ thi diễn ra an toàn thành công, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên chỉ đạo các trường định hướng công tác ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài thi, tư vấn việc chọn bài thi cho học sinh phù hợp với yêu cầu của kỳ thi. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp xây dựng các phương án kế hoạch tổ chức chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ nhân lực cơ sở vật chất đến trang thiết bị, đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và sau kỳ thi. Lực lượng đoàn viên thanh niên xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2021, vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia dự thi đầy đủ. Sáng nay, trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Sơn La đã tổ chức thi vào đầu cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022. Tại các điểm thi, sinh viên tình nguyện đoàn trường Đại học Tây Bắc bố trí đón tiếp kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông Chu Văn An có trên 1.000 thí sinh dự thi vào khối lớp 6 trung học cơ sở và khối lớp 10 trung học phổ thông. Các thí sinh tham gia dự thi 3 môn toán, văn, tiếng Anh – để tổ chức thi đầu cấp đảm bảo an toàn, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Chu Văn An đã bố trí hai khu vực thi riêng biệt đối với thí sinh thi vào lớp 6 và lớp 10. Tổ chức thi tại 43 phòng thi, mỗi phòng thi không quá 24 thí sinh dự thi, bố trí cơ sở vật chất và lực lượng trực hỗ trợ y tế 24 trên 24 giờ. Tại điểm thi, đoàn thanh niên trường Tiểu học Ngọc Linh đã tổ chức tiếp sức thi cho các em học sinh bằng cách phát nước, khẩu trang miễn phí cho học sinh và phụ huynh. Thời gian thi dự kiến hoàn thành trong ngày mùng 10 tháng 6. Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 được phát động với chủ đề chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh, tập trung vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đại dịch, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Để làm tốt công tác này, huyện Đoàn Thuận Châu đã tích cực chung tay cùng toàn xã hội ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 khiến kỳ nghỉ hè của trẻ em đến sớm nhưng lại không trọn vẹn do mọi hoạt động vui chơi chỉ diễn ra tại nhà mà không được ra ngoài tự do chạy nhảy. Nắm bắt được điều này, ngay từ đầu hè, huyện đoàn Thuận Châu đã thành lập một tổ chuyên trách thường xuyên đến các gia đình hướng dẫn các em cách đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí cho học sinh để các em ý thức được tác dụng của việc đeo khẩu trang. Ngoài ra, tại các cơ sở đoàn đã triển khai nắm danh sách học sinh về sinh hoạt hè, chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các sân chơi bằng vật liệu tái chế, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa, khu dân cư để phục vụ thanh thiếu nhi sinh hoạt trong hè khi dịch được kiểm soát an toàn. Do dịch Covid-19 nên là bọn em cũng không được hoạt động nhiều, cũng không được tham gia vui chơi ở bên ngoài nhiều, vì vậy nên là bọn em cũng chỉ cố gắng tìm một số trò chơi ở nhà để cùng sinh hoạt với nhau rất may là hôm nay có các anh chị đoàn viên của huyện cũng như là của tiểu khu đến hướng dẫn bọn em cách đeo khẩu trang và tặng cho chúng em những chiếc khẩu trang để bọn em có thể ra ngoài chơi và gặp gỡ nhau vui chơi cùng với nhau không chỉ là những hoạt động tuyên truyền hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho các em trên địa bàn huyện trong mùa dịch, huyện Đoàn Thuận Châu đã huy động giúp đỡ em Lường Văn Hùng là học sinh trường trung cơ sở Trường Ly có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ. Được các anh chị và các đoàn viên xây nhà cho em, em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Sau này em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng làm cháu ngoan bác hồ là người công dân có ích. Sau gần một tháng thi công đến nay, công trình đã hoàn thiện và bàn giao cho em Lường Văn Hùng. Công trình có diện tích 30m2, tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Kinh phí được trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ của các liên đội và quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn và sâu sắc, động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Châu Sơn La đã trao tặng cho em Lường Văn Hùng một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Công trình ngôi nhà khăn quàng đỏ là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một công trình rất là ý nghĩa để động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện tiếp tục học tập, phấn đấu vươn lên trở thành những con người chăm ngoan, trò giỏi. Với phương châm hành động, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, huyện đoàn Thuận Châu sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò sung kích, chung tay giúp đỡ các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, có thêm sân chơi an toàn, bổ ích ngày hè. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, độ ẩm 60 đến 98%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 23 đến 32 độ. Thành phố Sơn La 22 đến 30 độ. Mường La 24 đến 34 độ. Mai Sơn 22 đến 30 độ. Yên Châu 23 đến 32 độ. Sông Mã 23 đến 33 độ. Bắc Yên